Thưa quý vị, là thông tin từ Bộ Công Thương, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh của tỉnh Lạng Sơn, phía Trung Quốc là Pò Chài của Quảng Tây, sẽ trở lại bình thường kể từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8. Tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã thống nhất được quy trình thông quan nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu và an toàn phòng chống dịch, mà trước đó phải đóng cửa vì nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc theo sát tình hình, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Hiện tỉnh Lạng Sơn đã chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch lên mức cao nhất và áp dụng đồng bộ các giải pháp như xét nghiệm PCR cho đội ngũ lái xe ngoại tỉnh, lái xe chuyên trách, quản lý chặt chẽ các phương tiện và đội lái xe, ban hành các văn bản đề nghị các địa phương có hàng hóa xuất khẩu phải tăng cường phòng chống dịch để hàng hóa được lưu thông thuận lợi. Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các thương nhân nhanh chóng chuyển xuất khẩu hàng tiểu ngạch sang chính ngạch để giảm thiểu rủi ro. Thông tin cửa khẩu Tân Thanh tại Lạng Sơn mở lại hoạt động đang khiến cho các doanh nghiệp nông sản và bà con nông dân sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc rất phấn khởi. Tuy nhiên thì vẫn có không ít người chưa hết lo ngại việc lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu quan trọng này. Và để giúp quý vị và các bạn nắm rõ hơn về tình hình tại cửa khẩu Tân Thanh, ngay lúc này chúng tôi đã kết nối điện thoại để trao đổi nhanh với bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh. Xin mời bộ phận kỹ thuật trường quay ạ. Vâng, xin chào bà. Thưa bà có thể cho khán giả biết là tình hình giao thương nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh lúc này đang được diễn ra như thế nào được không ạ? Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2021 thì phía Trung Quốc cũng đã đóng cổng cửa khẩu, tạm dừng thông quan hàng hóa xuất khẩu để hai bên trao đổi thống nhất phương án quản lý, đảm bảo an toàn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thì đến 8 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 18 tháng 8 năm 2021 thì phía Trung Quốc cũng đã mở cổng xuất khẩu và làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất khẩu. Việc làm thủ tục hàng hóa xuất khẩu thì tính đến thời điểm hiện nay thì cũng vẫn diễn ra bình thường. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và Chi cục Hải quan Tân Thanh cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thông quan cho cái hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu. Tính đến cái thời điểm hiện nay thì Chi cục Hải quan Tân Thanh đã làm thủ tục cho 100 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, mặt hàng xuất chủ yếu là các cái mặt hàng như thanh long, mít, sắn lát và long nhãn. Vâng thưa bà, vậy theo bà thì những vấn đề nào cần được xử lý ngay để đảm bảo vừa an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo việc lưu thông hàng hóa cho kịp thời và tránh những gián đoạn như trong thời gian vừa qua? Để đảm bảo lưu thông hàng hóa xuất khẩu và đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, là các cái doanh nghiệp chủ hàng lái xe thì phải chủ động nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thì tất cả các cái lái xe khi đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như là vào cái khu vực cửa khẩu thì đều phải xuất trình cái phiếu xét nghiệm trong vòng 72 giờ là PCR là âm tính, và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh, test nhanh và cũng phải là âm tính thì sẽ được đưa xe hàng vào trong cái bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu. Thứ hai là hiện nay thì phía Trung Quốc cũng đang kiểm soát rất là chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc, thực hiện kiểm tra y tế đối với phương tiện và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam rất là chặt chẽ, như là thực hiện kiểm dịch, khử khuẩn đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển và xét nghiệm nhanh lái xe chuyên trách, lấy mẫu xét nghiệm COVID trên hàng hóa, bao bì đóng gói hàng hóa. Nên Chi cục Hải quan Tân Thanh cũng đã có cái thông báo gửi đến các cái doanh nghiệp cá nhân xuất khẩu chủ động kiểm soát chặt chẽ nhân công lao động ngay từ vùng trồng, từ khâu thu hoạch, đóng gói, bốc xếp hàng hóa, đảm bảo các nhân công tham gia vào khâu thu hoạch, bảo quản, đóng gói hàng hóa là có phiếu xét nghiệm không bị nhiễm COVID-19. Thưa bà, là bà có lời khuyên nào với doanh nghiệp và nông dân trong cái kế hoạch mà sản xuất, kinh doanh nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cho tới cuối năm nay hay không ạ? Và họ có cần phải lưu ý điều gì không thưa bà? Các cái doanh nghiệp thì phải chủ động trong cái việc đưa hàng hóa lên cửa khẩu. Chỉ nên đưa cái hàng xuất khẩu lên cửa khẩu khi đã ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc hoặc thỏa thuận với đối tác Trung Quốc về việc giao dịch là đã có cái người mua hàng, để tránh cái tình trạng là bị ép giá hoặc là hàng hóa đã vận chuyển lên cửa khẩu bị tồn đọng lâu ngày ảnh hưởng đến chất lượng, khi mà hàng không tiêu thụ được thì lại phải quay lại nội địa gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thì từ nay đến cuối năm mà để đảm bảo được cái việc xuất khẩu nông sản ấy thì các doanh nghiệp
thì phải đàm phán thỏa thuận ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc trước khi đưa hàng lên cửa khẩu. Đấy là cái điều kiện quan trọng nhất để mà cái việc thông quan hàng hóa xuất khẩu được nhanh chóng và tránh cái ảnh hưởng đến cái chất lượng hàng hóa. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của bà. Thưa quý vị, là cũng liên quan đến hoạt động biên mậu thì từ đầu năm cho tới nay, tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam đang có chiều hướng là gia tăng và diễn biến phức tạp, gây nguy cơ cao cho dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác vào Việt Nam, đặc biệt là đã phát hiện chủng virus cúm gia cầm AH5 có thể lây sang người. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong nửa đầu tháng 8 đã phát hiện xử lý tiêu hủy trên 50.000 con gia cầm giống và hàng trăm kg sản phẩm gia cầm nhập lậu. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8, con số này lên tới 120.000 con gia cầm và hàng chục tấn sản phẩm gia cầm nhập lậu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết hiện dịch bệnh cúm gia cầm diễn ra rất phức tạp tại 28 tỉnh, thành phố với số lượng gia cầm tiêu hủy trên 350.000 con. Đặc biệt từ tháng 6, lần đầu tiên Việt Nam phát hiện chủng virus cúm AH5N8 xâm nhiễm từ bên ngoài vào. Do đây là chủng cúm gia cầm có thể lây sang người, ngành chức năng đã buộc phải tiêu hủy trên 22.000 con gia cầm. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Vâng, hôm nay giá gà công nghiệp giao dịch tại các trại ở các tỉnh miền Bắc đã tiếp tục giảm mạnh, có nơi chỉ còn dưới 20.000 đồng một kg, loại 3,3 kg một con. Tại các trang trại ở Đồng Nai, Bến Tre, Hậu Giang, nhích nhẹ nhưng vẫn chỉ ở trong khoảng là 8.000 đồng một kg. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau thời gian cách ly y tế 14 ngày, điểm nóng COVID-19 trên địa bàn nội thành Hà Nội là phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 và 93 trường hợp F1. Do nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại đây vẫn rất cao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định gia hạn thời gian phong tỏa tại đây thêm 14 ngày nữa, đến ngày 28 tháng 8. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, toàn bộ người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài, kể cả việc mua thực phẩm, không chợ, siêu thị đóng cửa. Khó khăn trong việc mua thực phẩm là không thể tránh khỏi. Để hỗ trợ khó khăn này của người dân tại phường Trương Dương, các tổ chức thiện nguyện đã vào cuộc để tiếp tế lương thực cho bà con nơi đây. Hai ngày một lần, chị Đỗ Thị Huyền lại đi thu mua rau của bà con trồng tại bãi giữa sông Hồng. Rau được cắt từ sáng sớm, bó thành từng bó để ngay ngắn trên đầu ruộng. Khi công việc hoàn thành, chị Huyền và những người bạn của mình sẽ đến lấy và đưa gửi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Trương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát miễn phí cho người dân. Vừa có thể giúp người dân có rau tươi, cải thiện bữa ăn hàng ngày, vừa là cách góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con trong bối cảnh giãn cách xã hội hiện nay. Chưa dịch ấy, thì bọn em gọi là bán thì gọi là vẫn giao cho mọi người để bán các cuối chợ to ấy. Nhưng mà bây giờ dịch khó khăn thì đường không thể đi được, mà cái cả với thứ hai nữa là không, bọn em không bán được buôn ấy. Thì bây giờ rất may là có chị Huyền là chị hỗ trợ mua giúp bọn em, và chị còn hỗ trợ gạo với cả mì cho bọn em. Thu mua của họ ấy, đấy, mình thấy cái niềm vui của họ như niềm vui của mình. Thế mà rau lại được mang đến tận tay cho những nơi mà người ta cần nữa thì cũng là niềm vui của mình và niềm vui của họ. Mình làm vì cộng đồng và niềm vui cho mình và cho tất cả mọi người. Xôi giúp ngon tặng bà con, ai cần lấy một gói. Những gói xôi miễn phí, những mớ rau, những thùng mì hay đơn giản là gói gia vị, chai nước mắm. Tất cả đều là xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Món quà tuy nhỏ nhưng khiến người nhận vô cùng cảm kích. Tôi đi lao động người tự do thì là vì dịch bệnh Covid thì là không thể về quê được. Mà bây giờ Thủ tướng Chính phủ bảo ở đâu được nguyên đó thì thôi chúng tôi cũng chấp hành mớ rau gói mì. Vâng, thì là rất là chúng tôi xúc động, rất xúc động vì là cảm ơn để không về được quê. Vâng. Trong gia đình mình khó khăn vì cái cuộc sống chạy xe ôm. Hiểu chưa? Bác con được người từ thiện giúp đỡ bác. Bác xin cảm ơn. Cho đi để nhận lại niềm vui, đó cũng là tâm nguyện của những người như chị Huyền hay rất nhiều những tấm lòng hảo tâm khác. Dù Hà Nội vẫn đang trong những ngày giãn cách, khó khăn sẽ còn dài. Nhưng khó khăn ấy đang dần vơi bớt bởi có những tấm lòng hảo tâm sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn, thiệt thòi.